kính mời quý đại biểu tiến theo khu vực sân lễ để chúng ta tiến hành lễ phân công ạ. Kính thưa quý đại biểu, đua ghe ngò là truyền thống lâu đời của bà con Khmer Nam Bộ. Lễ hội bây giờ giới thiệu đại biểu phần hai nội dung đại diện vận động viên báo cáo thành tích đội ghe ngò, phát biểu lãnh đạo của lãnh đạo, phát biểu của sư cả, phát biểu của sư thật quy thi, và phần cuối là phần khen thưởng và đáp từ bế mạc của ban tổ chức ạ. Kính thưa quý đại biểu, đua ghe ngò là truyền thống lâu đời của bà con Khmer Nam Bộ. Lễ hội mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sức mạnh gắn bó cộng đồng, tinh thần đoàn kết của đồng bào dân tộc Khmer. Để đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, ngày 30 tháng 5 năm 2022, trên đoạn sông Long Bình, phường 5, thành phố Trà Vinh, đội ghe ngò huyện Càng Long tham dự giải đua ghe ngò nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Trà Vinh lần thứ 7 năm 2022. Sau thời gian tập luyện và thi đấu, đội ghe ngò huyện Càng Long đã xuất sắc đạt 3 huy chương vàng ở 3 cự ly 800m nam, 600m nam và 700m nam nữ phối hợp. Được sự thống nhất của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Càng Long, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Càng Long phối hợp với ủy ban nhân dân xã Phương Thạnh tổ chức lễ mừng công đội ghe ngò huyện Càng Long đạt thành tích cao tại đại hội thể dục thể thao tỉnh Trà Vinh lần thứ 7. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay ạ. Kính thưa quý đại biểu, đến dự lễ mừng công hôm nay, ban tổ chức rất vinh dự được đón tiếp với lãnh đạo quý đại biểu. Và xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Khá, nguyên ủy viên thường trực các vấn đề xã hội của Quốc hội, chủ tịch hội khuyến học tỉnh Trà Vinh. Bà Nguyễn Thị Phượng, phó chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Càng Long. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thắng, phó trưởng phòng văn hóa và thông tin quyền. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Ninh, phó giám đốc trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Càng Long. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Phong, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phương Thành. Xin trân trọng giới thiệu sư thật quy thi chùa Phi Xây Pararam. Cùng quý sư chùa Phi Xây Pararam, quạt ban quản trị chùa Lưu Tư, chùa ấp Sóc xã Phương Hội, cùng quý bà con cô bác xã Phương Thành và toàn thể vận động viên ban huấn luyện đội ghe ngò cùng về dự lễ mừng công ạ. Đề nghị chúng ta được quân hành chung. Thưa quý đại biểu, tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Kim Hoàng, đội trưởng đội ghe ngò huyện Càng Long lên thông qua báo cáo tóm tắt thành tích của đội ạ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị sư, kính thưa các vị lãnh đạo cùng toàn thể anh chị em vận động viên thân mến. Sau khi nhận được kế hoạch, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, ban lãnh đạo đội ghe ngò tiến hành họp ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách, như lực lượng kinh phí, vận động xã hội hóa, vật chất, các thành viên nhận nhiệm vụ và tích cực thực hiện theo tinh thần nhiệm vụ cao. Sau đó, khi vận động triệu tập 75 vận động viên nam cũ, thì còn được 66 vận động viên tiếp tục tham gia, còn lại thì đi làm ăn xa không tham gia được. Còn thiếu 9 vận động viên nam và tập hợp được 23 vận động viên nữ, thành lập nội dung nam nữ phối hợp. Do nội dung tham gia mới nên tuyển tập nữ khó khăn, còn thiếu 7 vận động viên. Bên cạnh đó, tiến hành kết hợp cùng chùa Phi Xây khảo sát sửa chữa ghe ngò, kiểm tra dầm để chuẩn bị tốt cho các bước tập luyện và thi đấu. Sau khi hoàn thành bước chuẩn bị, đội ghe ngò bước vào tập luyện với 89 vận động viên nam và nữ. Trong tập luyện, ban lãnh đạo thường xuyên hội ý để rút ra những điểm mạnh yếu của các vận động viên và hướng dẫn cụ thể. Sau
sau mỗi ngày tập luyện, quá trình tập luyện từng vận động viên thể hiện tinh thần quyết tâm cao, đoàn kết và tập luyện hết mình, chấp hành tổ chức, lắng nghe sự hướng dẫn của huấn luyện viên, chỉ đạo viên. Ban huấn luyện đưa ra các tình huống kỹ thuật nhằm chuẩn bị trước cho một bước khi gặp các đội mạnh. Với sự tính toán kỹ lưỡng và chiến thuật phù hợp và tập luyện đều đặn, thể lực vận động viên được tích lũy đầy đủ, đảm bảo yêu cầu cho thi đấu. Trước khi thi đấu, ban lãnh đạo đội đã họp công tác tổ chức tư tưởng, đồng thời vận động viên sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng, từ đó đưa ra chiến thuật thi đấu hợp lý. Kết quả, đội Ghe Ngo Nam huyện Càng Long đã thắng được hai cự ly 800m và 600m. Ở hai nội dung Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 tỉnh Trà Vinh năm 2022 cự ly 800m và 600m. Tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Trà Vinh lần thứ 7 năm 2022 năm nay có tổ chức nội dung nam nữ phối hợp ở cự ly 700m có 3 đội ghe tham gia tranh tài. Thi đấu vòng loại xếp hạng đội Ghe Ngo huyện Càng Long bước đầu gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển chọn vận động viên nữ phối hợp qua sự vận động của các vị sư trong chùa. Khi thi đấu, các vận động viên đội Ghe Ngo nam nữ phối hợp đã cố gắng thi đấu hết mình, đạt được thành tích cao nhất ở cự ly 700m nam nữ phối hợp. Đạt được những thành tích trên là nhờ sự đầu tư quan tâm của chỉ đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Càng Long, tạo mọi điều kiện tốt, sự dẫn dắt của các huấn luyện viên, chỉ đạo viên trong lúc tập luyện cũng như trong thi đấu, từ cá nhân toàn đội chấp hành hoàn thành nhiệm vụ tốt trong thi đấu. Trên đây là bản báo cáo thành tích của đội Ghe Ngo Càng Long. Sau cùng kính chúc các quý vị đại biểu, các vị sư nhiều sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống ạ. Xin cảm ơn ạ. Ông Lê Kim Hoàng, kính thưa quý đại biểu, tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời và giới thiệu bà Nguyễn Thị Khá, nguyên ủy viên các vấn đề xã hội của Quốc hội, chủ tịch hội khuyến học tỉnh Trà Vinh có đôi lời phát biểu ạ. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các vị chức sắc tôn giáo, kính thưa các đồng chí quản lý nhà, kính thưa các đồng chí lãnh đạo của địa phương, kính thưa các vị ban quản trị các chùa trong huyện Càng Long, cùng toàn thể huấn luyện viên, vận động viên và cổ động viên, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, tôi là một cái người con của địa phương xã Phương Thạnh, huyện Càng Long. Với tư cách cá nhân, tôi rất là phấn khởi. Cái ngày đó thì tôi đang đi công tác ở Kiên Giang, nhưng mà thông tin trên mạng đó thì đồng chí Kim Anh có trong đi trong đoàn đấy báo cáo là đoàn Càng Long thắng to. Tôi nói kiểu này thì chắc chắn là phải giữ liên quan thôi. Bây giờ đi tập luyện, đi thi đấu mà cứ nhớ ở nhà không biết có gạo cho cô ăn không, rồi sao rồi học hành con cái nữa. Cho nên là cái điều mà tôi quan tâm nhất đó là vấn đề làm sao hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các anh em vận động viên yên tâm. Cái thứ hai đó, trong thi đấu mà ba vấn đề cần phải đạt được, đó là sức khỏe, thứ hai là kỹ thuật, thứ ba là tinh thần. Cái tinh thần đó là gì? Là tinh thần đoàn kết. Bây giờ sức khỏe không có, chế độ ăn rất thấp. Tôi kể một cái chuyện, một vị nguyên bí thư xã, khi tôi xin xuất cử tri, chế độ ăn cho vận động viên của quốc gia đó 60.000, lúc đó là một vận động viên. Ông nói một cách là rất là cổ hủ. Ông nói là một ngày ăn 60.000 còn chê đủ chê thiếu. Hồi đó tôi chiến tranh, tôi đi bắt ốc thái rau ăn, thời nào mà tính hơn thời nấy chứ. Bây giờ sức khỏe nó không có, mình đi thi đấu quốc gia, thi đấu quốc tế mà chế độ ăn quá thấp, không bồi dưỡng đầy đủ làm sao mà có sức khỏe. Cho nên tôi mong muốn làm sao mình tạo điều kiện phải có sức khỏe. Thứ hai về kỹ thuật này thì các vị huấn luyện viên
phải làm sao cố gắng, chúng ta phải có một cái kỹ thuật, chiến thuật là để mới thi đấu thành công được, chứ không phải là bình thường. Chúng ta tại sao là đội U23 Việt Nam mình phải mướn cái ông Park Hang-seo là tiền rất là cao, chứ tại sao người Việt Nam mình không mướn đi mướn ổng, mà nước ngoài là tính bằng đô la không đó. Nhưng bây giờ ông có cái kỹ thuật, cái chiến thuật, ông xem cái đội hình của người ta là như thế nào, đi kiểu nào, ông nào, vận động viên nào, đứng số mấy, chứ đâu phải là vô là cứ thi đâu. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái tinh thần đoàn kết. Nếu các bạn vận động viên không đoàn kết với nhau, người này lại xí xó người kia, người này quay ngang người nọ, thì không thể nào chiến thắng được. Đoàn kết là một sức mạnh. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Phải có một cái tinh thần đoàn kết. Cái cuối cùng mà cho nên đó là tôi đề nghị là các anh em mà phụ trách làm sao phải có cái kế thừa đào tạo tiếp theo. Ví dụ như anh em nào lớn tuổi thì có thể tham gia làm huấn luyện viên, kỹ thuật viên. Tụi các em nhỏ phải đào tạo tiếp theo. Lớn tuổi, ví dụ vận động viên bóng đá là lớn tuổi đâu có sức khỏe nữa, có một thời gian nào đó người ta cũng phải là đổi thôi. Dù anh giỏi không có thể làm tới 40-50 được. Cho nên tôi rất mong cái đội ghe ngò của chúng ta phải có đào tạo cái lớp kế thừa. Và lần này tôi hoan nghênh cái đội nữ, bởi vì phụ nữ mà người ta nói giặt đến nhà đàn bà cũng phải đánh. Bây giờ mà tinh thần dân tộc, chủ nghĩa địa phương, ai cũng phải vậy thôi. Bây giờ phụ nữ mình đừng để người ta nói phụ nữ cá nhân, tôi không thể nói ở đây được. Nhưng các đại biểu thấy tôi không phải là tự xưng, nhưng mà khi tôi ra tới Quốc hội Hà Nội, cả nước tôi bảo đảm là tôi không thua ai, cũng không ai dám ăn hiếp tôi. Bởi vì mình phải có đủ trình độ, đủ năng lực và đủ điều kiện đáp ứng, đối ứng với người ta. Cho nên chứ đừng có để mà nói phụ nữ làm được cái gì, đừng nói như vậy. Quan trọng là ý chí mà. Ý chí làm nên tất cả, không có ý chí, người ta có công mài sắt, có ngày nên kim. Đừng có nghĩ tôi đi đấu là tôi đấu là tôi mạnh lắm, nhưng mà không có tập luyện cái gì nó cũng văn ôn võ luyện. Là tôi phát biểu như thế. Tôi cũng cái đề nghị của tôi là đề nghị ban quản trị các chùa trong huyện Càng Long tiếp tục quan tâm, đặc biệt là trân trọng kính mời ạ. Dạ kính thưa quý đại biểu ạ, tại vì sư không có chuẩn bị trước hôm nay không có phát biểu ạ. Và tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời và giới thiệu ông Ngô Quốc Phong, viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, sẽ lên thông qua quyết định khen thưởng tặng giấy khen của Ủy ban nhân huyện cho tập thể và cá nhân đã đạt thành tích cao. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý sư, toàn thể quý vị đại biểu cùng tất cả các anh em vận động viên, thì đại diện ban tổ chức xin thông qua quyết định khen thưởng của chủ tịch Ủy ban nhân huyện Càng Long. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Ủy ban nhân huyện Càng Long số 1879 trên QĐ UVNV quyết định về việc tặng giấy khen chủ tịch Ủy ban nhân huyện Càng Long căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. Căn cứ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013, căn cứ nghị định số 91/2017 ngày 31/7/2017 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng, căn cứ thông tư số 12 ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 91 ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng, căn cứ quyết định số 3866 ngày 8/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Càng Long ban hành quy chế công tác thi đua khen thưởng
trên địa bàn huyện Càng Long. Căn cứ quyết định số 4877 ngày 24 tháng 12 năm 2020, Càng Nam, huyện Càng Long. Mời tập thể đội ghe nho nam nữ phối hợp. Mời ông Thạch Xuân, vận động viên đội ghe nho huyện Càng Long. Mời bà Bùi Thị Nguyên, vận động viên đội ghe nho nữ. Ban tổ chức chung xin đợi ta đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Quang, nguyên là phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy về đến dự chúng ta thì chúng ta hiện tại chúng ta. Mời trân trọng kính mời trong những sự khóa phát xem cho các tập thể và cá nhân. Nguyên chủ tịch huyện Càng Long, thằng Nguyễn. Rồi mỗi người ở sao chuẩn bị á, mỗi người lên làm 10 người làm vui chương trình. Rồi, tiếp theo xin mời đại diện là các vận động viên nam chúng ta lên nhận huy chương vàng luôn đó. Mỗi một vận động viên được một cái huy chương vàng để làm kỷ niệm năm 2022. Xin mời đại diện từ mặt trên xuống dưới huy chương vàng cho phép. Chúng ta trân trọng kính mời đó là chị Đặng Thị Liễu, chủ tịch phụ nữ huyện, và bà Nguyễn Thị Nhi, phó đốc tâm. Chúng ta lên đặt huy chương vàng cho các vận động viên. Thank you.
Gia đình chú Thính Lộc ủng hộ 200.000 đồng. Chú trân trọng cảm ơn anh Hải công ty áo mưa ủng hộ 1 thùng bia. Và xin trân trọng cảm ơn đội Giang Ngo Cầu Kè đã ủng hộ 5 thùng bia Sài Gòn. Và xin trân trọng cảm ơn Kim Trương 1 thùng bia Sài Gòn. Và cảm ơn anh Huy YouTube ủng hộ 1 thùng bia Sài Gòn. Và cảm ơn chú Nguyễn Xuân Quang ủng hộ 1 thùng bia Sài Gòn. Và xin trân trọng cảm ơn anh Thuận ở Sóc Trăng đã ủng hộ 20 thùng bia trị giá là 4.500.000 đồng. Và xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp của quý đại biểu. Và xin trân trọng cảm ơn chị Đặng Thị Diễu đại diện cho phụ nữ ủng hộ 1 triệu đồng. Xin cảm ơn. Dạ, xin mời quý đại biểu ạ. Các cô, các chú, các bạn, quý sư ạ. Dạ. Mời bà Dương Thảo Nhiên sẽ trao huy chương cho quý đại biểu ạ. Dạ, xin các bạn chúc mừng. Mời bà Dương Thảo Nhiên và ông Nguyễn Thanh Nhân ạ. Quý ta hôm nay ngày vui ta đến nhiều kim cương.
10 đếm. Lần 10 đếm. 10 đếm. Ô, 10 đếm. Hoài vậy. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Cảm ơn các anh chị bạn rộng lượng. สวัสดีครับผมนามนิสสลปันโมกันนะทั้งหลายพี่ๆทุกท่านครับผมนามนิสสลปันโมกันนะ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 ครับผมนามนิสสล